Hello, xin chào tất cả quý vị độc giả của báo Yà News. Đó không phải là sự lựa chọn của tôi, mà đó là một cái cơ may khi những người làm phim về đề tài LGBT nghĩ đến tôi và giao cho tôi vai này. Trong điện ảnh thì tôi đâu có quyền lựa chọn gì. Đạo diễn người ta đi tìm diễn viên, người nào phù hợp thì người ta mời thôi. Với tôi thì cộng đồng LGBT rất là phong phú. Họ sống, hoạt động và tồn tại trên nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau trên cả cái tinh cầu này, chứ không phải chỉ có ở Việt Nam ta. Tuy nhiên, với góc nhìn của một số những người làm điện ảnh ở xứ mình á, thì thường là họ thích khai thác ở cái tầng lớp các bạn trong cộng đồng LGBT ở tầng lớp bình dân. Bởi vì tôi nghĩ nói một cách dễ hiểu là người ta dùng cái chữ là gay cơ bản, thì cái tên nó là những người vui vẻ. Thì đúng là những người trong cộng đồng LGBT họ rất là vui, họ rất là nhộn và họ thường đem cái tiếng cười đến cho mọi người. Và trong đó chúng ta cũng không thể loại trừ một cái thực tế là thường thường những người ở thuộc cái tầng lớp mà bình dân thì họ dễ gây cười cho người ta, tại vì họ không có, thường thường là họ không có cái khả năng kiềm chế bản thân. Và đó là cái điều mà những người làm điện ảnh thường hay thích khai thác vào cái tầng lớp này. Cho nên điều đó nó cũng đứng ở cái phương diện của cái người kinh doanh để kiếm tiền thì nó thuận lợi, nhưng mà dần dần nó sẽ làm cho công chúng, cho xã hội người ta đánh giá sai là cộng đồng LGBT chỉ là những người huyên náo, gây cười cho mọi người xung quanh, ngoài ra thì không có gì khác. Đây là một góc nhìn tôi nghĩ rất là phiến diện, bởi vì trong cộng đồng LGBT là những người thuộc nhiều thành phần khác nhau. Như lúc nãy tôi nói, bình dân có, trí thức có, còn họ là những người ở một cộng đồng nào đó có một cái đa số là những người có tài năng và họ cống hiến rất nhiều cho sự thành tựu của nhân loại, và họ lại cũng là những người chững chạc, có văn hóa, có văn minh, có ý thức cộng đồng, có những đóng góp lớn cho xã hội, cho đất nước của họ. Mà cái lực lượng này là đôi khi chúng ta bị bỏ quên, không đề cập tới. Cho nên trong mắt của rất nhiều người, người ta cứ nhìn LGBT là một nhóm người chỉ chọc cười người khác, hay nói một cách khác hơn, tôi dùng một từ hơi tệ là làm trò hề cho các khách cười. Và cái điều này nó xuất hiện rất nhiều ở trong phim điện ảnh, và bản thân tôi cảm thấy sốc. Bởi vì đâu phải LGBT gì có vậy, bạn bè tôi chung quanh, thậm chí là những người có chức quyền, những người có những thành tựu rất đáng phải khâm phục trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, văn học nghệ thuật, quản lý nhân sự, bác sĩ, kỹ sư, khoa học kỹ thuật, vân vân. Cho nên tôi nghĩ là cần phải có một cái nhìn khác đi trong điện ảnh, để cho chúng ta có một cái sự thừa nhận bình đẳng với nhau giữa con người và con người. Và Ngôi Nhà Bướm Bướm là một trong những phim đề cập đến một nhân vật thuộc cộng đồng LGBT mà có một cái nhìn nghiêm túc, tử tế. Điều đó là cái điều nó rất hợp với cái suy nghĩ của tôi, và thế là tôi nhận lời. Hồng Đào Quang Minh là người cùng thời đại với tôi, chúng tôi cùng học chung với mấy trường nghệ thuật sân khấu. Hồng Đào Quang Minh thì ở cái lớp dưới tôi một khóa, một hai khóa gì đó, nhưng mà tôi với Hồng Đào thì nổi tiếng cùng một lúc. Đối với nhiều quý vị khán giả cùng cái thế hệ với tôi thì chắc cũng không xa lạ gì cái vở kịch đầu tiên mà tôi với Hồng Đào nổi tiếng luôn, đó là cái vở kịch Đêm Hòa Bi, một vở kịch của Liên Xô. Lúc bấy giờ tôi đã tốt nghiệp ra trường, của Hồng Đào thì mới có học năm thứ hai. Chúng tôi đã cùng nhau đóng cái vở kịch đó và cùng nhau tỏa sáng luôn. Sau đó tôi và Hồng Đào cũng đã từng diễn chung với nhau rất nhiều vở kịch trên truyền hình và tại sân khấu 50 vào tầm tầm, cho nên chúng tôi không xa lạ gì với cách làm việc của nhau. Riêng đối với Quang Minh
Thì Tuyên Quang Minh với Hồng Đào ngày xưa là học cùng một lớp luôn á. Nhưng mà khi Quang Minh, cho đến thời điểm mà Quang Minh định cư ở hải ngoại thì tôi cũng chưa một lần cùng cộng tác với Quang Minh bất cứ một cái dự án nghệ thuật nào cả. Rồi Quang Minh nổi tiếng ở hải ngoại, và cho đến khi cái bộ phim Ngôi Nhà Bướm Bướm này bắt đầu lên sàn quay thì tôi với Quang Minh mới là lần đầu tiên cùng hợp tác với nhau. Còn với Hồng Đào thì đây là lần đầu tiên, kể từ sau khi Hồng Đào sống tại hải ngoại thì đây là dự án nghệ thuật đầu tiên tôi và Hồng Đào tái học cùng nhau. Chúng tôi cũng cùng học một trường rồi, cho nên cái phương thức sáng tạo nghệ thuật nó như thế nào thì chúng tôi không có xa lạ gì với nhau cả. Thật ra thì tôi với Hồng Đào thì cũng rất ăn ý với nhau trong trong cái cách làm việc. Người này nói là người kia hiểu ý nhau rồi, tại vì đã từng đóng cặp chung mà. Đóng cặp chung đến mức mà báo chí vào thời điểm đó còn đặt vấn đề là tôi với Hồng Đào là một đôi cùng yêu nhau nữa cơ. Nhưng mà đi với Quảng Minh thì khác. Cái này nó vui thôi. Đứng về mặt cái gì ta? Tạ đồng môn. Thì tôi là đàn anh, Quảng Minh Hồng Đào là đàn em. Cho nên trong cái dự án lần này thì Quang Minh có khớp với tôi. Anh ta bị khớp, khớp đến mức mà Quang Minh lớn tuổi hơn tôi đó. Nhưng mà trong suốt cái quá trình chúng tôi làm việc cho đến tận bây giờ, tới bây giờ Quang Minh vẫn gọi tôi bằng anh, mà xưa bằng em. Là tôi rất là tôi ngưỡng. Tôi nghĩ là chết cha tôi già đến mức mà Quang Minh cứ xưng em với tôi. Nhưng mà tôi rất là ủa Minh, ông lớn tuổi hơn tôi mà tại sao ông cứ xưng em với tôi vậy? Khi mình cứ cười mà tôi không biết tại sao thôi. Cái này chắc để hỏi Quang Minh và mình sẽ trả lời nhé. Nhưng mà rõ ràng là trong quá trình làm việc với nhau thì Quang Minh rất là khớp và nể những cái ý của tôi trong cái quá trình cùng sáng tạo với nhau. Và cũng có làm việc chung với lại hai diễn viên trẻ đó là Lê Minh Phát với Hoàng Yến. Thì qua hôm qua diễn viên đó, chú cảm nhận thế nào về cái hệ diễn viên trẻ mới của Việt Nam bây giờ? Nói thế này thì nó mới đúng với lại cái suy nghĩ thật của tôi. Không phải tự nhiên mà Ngôi Nhà Bướm Bướm lại muốn có hai gương mặt trẻ Lưu Bình Phát và Chi Diệu Hoàng Yến đó. Bởi vì hai cái người này đang ở một cái độ, một trong những diễn viên trẻ đang ở cái độ hot, cho nên sự có mặt của họ nó cũng giúp gây thêm cái sự hấp dẫn và lôi kéo một cái lượng khán giả trẻ đến với bộ phim. Hơn nữa, cũng ngay vào thời điểm chúng tôi bấm máy thì Liên Bình Phát và Chi Vi Hoàng Yến lại ôm về cho mình không ít những cái giải thưởng có giá trị về điện ảnh. Nên, cho nên cái sự mà có mặt của họ trong cái dự án này thì bản thân tôi cũng nghĩ là đó là một cái vinh dự cho tôi nữa chứ. Bởi vì được đóng chung với những cái diễn viên thế hệ trẻ đang có khán giả của mình và lại đang có những giải thưởng lớn. Liên Minh Phát thì lại còn ôm cái giải thưởng quốc tế nữa kìa. Cho nên tự nhiên mình cũng một cái dạng giống như thế sai mất hoặc là mò vậy đó. Mình cũng hẳn diễn lấy chứ. Thật sự nó ra hiện trường Liên Minh Phát đâu có dám nói chuyện gì với tôi đâu. Tại vì ở một mức độ nào đó thì mình cũng là một cái thế hệ đi trước Phát nhiều. Nhưng mà tôi thấy Liên Minh Phát tôi lại mừng ra mặt. Nhào lại xin chụp hình chung liền. Cầm máy điện thoại chạy tới phát cho anh chụp hình kìa. Và tôi còn đưa lên Facebook của tôi là tôi được chụp hình với lại ngôi sao của Sông Lan, rồi người được nhiều giải thưởng này kia kia nọ. Một cái dạng giống như là mình ăn theo đúng không? Tuy nhiên đứng về mặt nghệ thuật, về mặt công việc thì khi mà diễn chung không phải với tôi đâu mà là với Hồng Đào, với Quang Minh, là những cái người nghệ sĩ thuộc cái lớp tiền bối mà chúng tôi thì xuất thân từ sân khấu, cho nên chúng tôi cũng có một cái sự chuẩn mực nhất định về cái đài từ sân khấu của mình, mà điều này rất quan trọng đối với điện ảnh. Hơn nữa đối với cái công nghệ làm điện ảnh bây giờ thì nó rất là hiện đại với nhiều cái kỹ thuật. Thí dụ như là ngày xưa thì cứ quay phần hình thôi, sau này thì người ta mới lồng tiếng, cho nên đối với những diễn viên nào mà cái giọng họ không quá hay là đã có những diễn viên khác họ cứu cho cái giọng nó cho nó hay, cho nó chuẩn, diễn cảm giọng nó cho nó đẹp, mà hầu hết là đó là giọng nói của những diễn viên sân khấu.
thì khi mà cùng quá trình làm việc quanh bàn với nhau thì đầu chúng tôi cũng thoại kịch bản là Pháp đã khớp rồi, bởi vì cái giọng nó của Pháp nó tự nhiên chủ nghĩa lắm, nó thiếu cái độ cái phát âm chuẩn mực đó, để cho khán giả có thể nghe rõ tròn vẹn rõ chữ vân vân và phát âm thật sự. Tôi tin là trong bộ phim này nhân vật của Lê Minh Phát, cậu Hoàng, nó đã trở thành một trong ba nhân vật chính của phim chứ không phải là nhân vật thứ trần. Riêng đối với chị Vi Hoàng Yến thì tôi thật sự có một sự ngưỡng mộ với cái cô gái bé nhỏ này. Trong cái cuộc thi game có tên là Tôi Là Diễn Viên thì ở tập cuối cùng là tập chung kết, tôi được may mắn được mời là vị giám khảo danh dự khách mời đặc biệt trong cái ban giám khảo đó, thì tôi cũng là một trong những người góp phần đẩy cho chị Vi Hoàng Yến trở thành bán quân. Cho nên khi mà tôi làm việc với cô gái này thì nó cũng là một cái kỷ niệm, giống là mình gặp lại cái người mà mình đã chấm điểm cho cô này ở cái điểm cao nhất. Thì cô Chi Vi Hoàng Yến có khả năng nắm bắt tình huống và thích ứng rất tuyệt vời trước ống kính. Cô ta rất giản dị, cô bé rất giản dị. Và thật sự mà nói, khi mà tôi xem lại cái đường dây, khi chúng tôi edit cái đường dây của bộ phim thì tôi thật sự ngưỡng mộ vào cái cô này, cô chuyên nghiệp quá. Và cô trẻ mà cô diễn rất hay ở cái chỗ là không phải đợi tới cái ống kính quay về phía mình thì mình mới diễn, mà ngay cả những cái trường đoạn, những phân đoạn của những bạn diễn khác mà cô ở cái vị trí là background đằng sau lưng thôi, cô cũng diễn rồi, diễn rất kỹ. Mà cho nên chính vì vậy mà tất cả khi chúng tôi edit lại với nhau thì cô không hề bị sao rắc con cảm xúc một chút nào cả. Nhưng cứ đang lấy cô từ xa hay lấy gần, lấy người khác thì cô không hề bị sai cái rắc con về cảm xúc. Trong khi điều đó có thể xảy ra với rất nhiều diễn viên gạo cội. Thì tôi nghĩ như vậy là điện ảnh Việt Nam trong tương lai rất là đối với tôi là những cái người thuộc thế hệ đã xưa rồi, thì tôi cảm thấy rất là yên tâm. Bởi vì nếu điện ảnh Việt Nam có những diễn viên chuyên nghiệp giỏi nghề như Chi Vi Hoàng Yến, như Liên Bình Phát và còn nhiều bạn trẻ khác nữa thì tôi tin là chúng ta sẽ có một cái tương lai rất là sáng sủa về nghệ thuật diễn xuất trong điện ảnh. Có một điều tôi muốn nhấn mạnh, tôi muốn nhắc lại, Ngôi Nhà Bướm Bướm là một bộ phim điện ảnh nói về đề tài, chủ đề của nó là gia đình, không phải là LGBT. Nhưng trong một cái gia đình đó có một người thuộc cộng đồng LGBT thì nó đặt một cái vấn đề rất là hay. Đây là một cái câu chuyện thực tế đang diễn ra hàng ngày chung quanh ta, và cái câu chuyện trong cái ngôi nhà bướm bướm có thể xảy ra với bất kỳ gia đình nào ở xã hội Việt Nam. Bởi vì nếu như không phải là một người trong cộng đồng LGBT thì cũng có thể là một nhân vật nào đó khác, một người trầm cảm, một người tự kỷ, một người có khí chất bất thường, thậm chí là tội phạm. Nếu trong các mối quan hệ trong một gia đình chúng ta có một nhân vật như vậy thì chúng ta có kỳ thị không? Chúng ta đối xử như thế nào? Chúng ta hòa hợp để tất cả mọi người cùng trở nên tốt hơn. Bởi vì sao? Gia đình là một thành tố cấu tạo nên xã hội. Mỗi một gia đình có những con người, cũng như trong một xã hội, cùng một đất nước gồm có rất nhiều triệu triệu gia đình bên cấu thành một xã hội. Nếu như chúng ta có một yếu tố đặc biệt mà chúng ta không hòa hợp, mà chúng ta cô lập và chúng ta loại trừ, thì đó có thực sự là một gia đình hay không? Đây là một vấn đề mà tôi xin phép không gợi ý, tôi chỉ đặt vấn đề thôi, để nếu như quý vị đến với bộ phim và câu chuyện của Ngôi Nhà Bướm Bướm thì quý vị sẽ chắc chắn sẽ có một sự kết nối với bản thân mình, với gia đình mình.
tôi vẫn đứng trên cái quan điểm có rất nhiều người cứ nói đồng tính là một cái bệnh, và thậm chí còn là còn tìm bác sĩ để trị bệnh, và đối với một số những bác sĩ người ta gọi là bác sĩ tâm lý lại còn có những cái cách điều trị khuyên lơn như thế nào đó để cho những cái người làm đồng tính dần dần sẽ tự thay đổi mình để trở thành người dị tính. Thì tôi nghĩ tất cả những cái điều đó rất là hoang đường, bởi vì đồng tính không phải là một cái bệnh. Người ta sinh ra hormone trong người nó là như thế nào là nó sẽ phát triển như thế. Chúng ta vấn đề ở đây, nếu chúng ta là những người xem cái người đồng tính trong gia đình mình vẫn là một người trong gia đình mình, vẫn là máu mủ, vẫn là thịt xương, vẫn là huyết thống, vẫn là con, là em, là bạn của chúng ta, thì chúng ta hãy hòa hợp và biến họ trở thành những người sống tích cực, không trầm cảm, không mặc cảm mình với xã hội, để họ sẽ phát huy được cái tốt nhất của họ. Bởi vì sao? Ai nói người dị tính không có thể trở thành tội phạm? Ai nói người dị tính là người không ích kỷ, không hẹp hòi, không đố kỵ, không có tính xấu? Nói gì đâu xa, ngay cả thời điểm chúng tôi đang ngồi nói chuyện với quý vị và các bạn ở đây, ngày hôm qua tôi đi xem một bộ phim, trong một cái rạp chiếu phim, thì tôi thấy có một đôi nam nữ vào xem phim. Tôi nói một đôi nam nữ có nghĩa là họ là những người có quan hệ dị tính trong tình yêu. Họ không có xem. Hai người cứ mở điện thoại ra và check Facebook liên tục, và ánh sáng cứ chói lòa lên và làm khó chịu tất cả những người xung quanh. Thì tôi nghĩ đây là hai con người không văn minh. Nói ở một góc nhìn khác là hai con người kém văn hóa. Họ có người đồng tính không? Không. Thế thì tại sao tất cả những cái gì xấu nhất, tệ nhất là chúng ta cứ dùng vào những người đồng tính? Đó là chúng ta ích kỷ, chúng ta đố kỵ, chúng ta hẹp hòi. Và như vậy bản thân chúng ta sống chưa chắc nó tốt hơn một người đồng tính. Vì vậy cho nên đây đó, trong báo chí, trong truyền thông, thí dụ có một tên tội phạm là kẻ giết người đi, thì đôi khi chúng ta lại đọc một cái tiết là kẻ giết người là một người đồng tính. Ồ, tại sao lại vậy? Kẻ giết người cũng có thể là một người dị tính kia mà. Thế thì tại sao lại phải cứ đem cái kẻ giết người là một người đồng tính? Có nghĩa là ngay từ trong cái ngòi bút của cái người nhà báo đó đã có sự kỳ thị. Mà tôi nghĩ kỳ thị là một trong những điều tồi tệ nhất về mặt nhân cách của một con người. Cho nên ở đây, qua cái câu chuyện của ngôi nhà bướm bướm, tôi mong là đó cũng là một trong những cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến xã hội, gửi đến những người sống xung quanh mình. Bao giờ cũng hãy xem lại chính mình có tốt hơn người khác hay không, mà có quyền phán xét người khác. Ở một góc độ nào đó thì gọi người khác là một phù thủy, đó là một từ thoá mạ chứ không vui vẻ gì nữa. Tuy nhiên trong nghệ thuật diễn xuất thì gọi người khác là một phù thủy thì đó lại là một cái danh từ có tính ưu ái, khen tặng. Điều đó có nghĩa là nó cái nhân vật này có thể biến hóa được nhiều cái, được nhiều trò trong cái lĩnh vực của họ. Thì tôi nghĩ đây là một cách nhận định vui vui thôi, và nó cũng chẳng phải là áp lực gì cả. Nhưng mà đối với tôi thì đó là một vinh dự đó. Và càng như vậy thì để mình thấy là cái sự nỗ lực của mình là xứng đáng. Thật sự mà nói thì tôi rất là hạnh phúc khi được mọi người gọi mình là thế này. Không phải chỉ có ở Việt Nam, mà ở bất cứ một đất nước nào trên thế giới này, ở những quốc gia văn minh nhất, thì bao giờ cũng có những cuộc khủng hoảng về nghệ thuật. Ngoài những cái khủng hoảng về kinh tế, tôi còn nhớ
năm tôi đi qua New York tham dự một cái liên hoan sân khấu quốc tế ở đó, thì cái năm đó cũng là một trong những cái thời điểm mà sân khấu đang gặp khủng hoảng trầm trọng, thậm chí cả Broadway musical nhạc kịch. Mỗi tôi đi vào xem nhạc kịch đó, thì sân khấu cái thưa vắng, không có đông khách, và mỗi lần diễn xong á thì các nghệ sĩ người ta cầm những cái poster, những cái cuốn, những cái cuốn sách ảnh, những cái chiếc áo vuông in hình cái vở diễn, và người ta bước ra sân khấu, người ta mời chào khán giả hay mua cái đó để giúp họ tăng thêm cái thu nhập đời sống. Tôi cũng rất là chạnh lòng, bởi vì đó là chuyện xưa nay Hollywood, xưa nay New York chưa bao giờ làm chuyện đó. Sân khấu nhạc kịch ở Broadway chưa bao giờ làm chuyện đó, nhưng mà họ đang gặp một cái cơ hội quán là khán giả lao vào đi xem phim và bỏ được sân khấu. Nhưng mà bây giờ nó cũng qua rồi, qua cái cơn đó đây, thì tôi nghĩ ở đâu cũng vậy hết trơn. Khi tôi đi qua Tokyo cũng có một cái thời điểm là các sân khấu kịch ở Tokyo cũng không quá trầm trọng, và người ta cũng làm hài kịch nhiều hơn là bi kịch và chính kịch, để người ta có cái thu nhập để người ta nuôi những cái vở chính kịch và bi kịch nhiều hơn. Rồi kịch Kabuki hay là kịch Nô cũng không có khán giả xem, thì mà đó là những cái đất nước rất là văn minh, cái nền văn hóa cho dân trí của con người ta rất là cao, nhưng mà người ta vẫn có những cái cuộc khủng hoảng như vậy. Ở đâu cũng phải như một cái parabol lúc lên và có lúc xuống rồi lại, thì cái chuyện đó nó cũng rất là bình thường. Thì tôi nghĩ ở Việt Nam chúng ta cũng phải thôi. Khi chúng ta làm chưa hay hoặc là chúng ta làm hết hay thì khán giả người ta sẽ quên mình, người ta sẽ bỏ rơi mình. Rồi một thời điểm nào đó người ta sẽ quay trở lại khi chúng ta có những tác phẩm hay, thì cái điều đó là việc hết sức bình thường. Nhưng mà tôi vẫn tin một cái điều là như thế này: sân khấu trình diễn, đặc biệt là sân khấu kịch hay là sân khấu truyền thống, đó là một cái loại hình giải trí dành cho người trí thức. Đó là điều chắc chắn, phải có sự am hiểu nhất định thì người ta mới thật sự yêu thích. Cũng như trong âm nhạc thì bây giờ người ta thừa nhận là nhạc underground nó là một trong những cái thể loại không xem thường nữa rồi, bởi vì các ca sĩ underground bây giờ nổi nổi như cồn, và những cái show diễn của họ kéo cả ngàn cả triệu khán giả lên xem. Tuy nhiên âm nhạc classic vẫn là một cái thể loại mà chỉ có những người hiểu biết người ta thật sự đến và người ta mua một cái giá rất cao để xem cái dòng âm nhạc thính phòng cổ điển mà người ta yêu thích. Cho nên cái gì cũng vậy, nghệ thuật nó càng phong phú thì đời sống thưởng ngoạn của dân trí nó sẽ càng hay thôi. Và nếu một thời điểm nào đó người ta sẽ chán cái này và ta sẽ quay lại cái kia, đó là chuyện sự bình thường. Tôi rất là lạc quan, tôi không nghĩ cái đó là cái gì quá tiêu cực hết. Cái chuyện đó là chuyện của cuộc đời thôi, ở đâu cũng vậy hết á, nghề nào cũng vậy chứ không phải nghề thuật. Chẳng qua là nghệ thuật là cái nghề mà người ta xuất hiện trước đám đông nhiều quá, người ta đứng ở trong cái ánh sáng của hào quang nhiều quá, cho nên dễ thấy người ta chú ý, dễ được người ta chú ý. Chứ ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có cái sự đào thải, bất cứ nghề nào cũng vậy. Cho nên cái người mà sống ở trong cái thế giới showbiz, thế giới của trình diễn, thì họ phải luôn luôn biết làm chủ bản thân, không buông thả mình. Cái thời mà mình còn đang kiếm được nhiều tiền thì cũng phải biết tích lũy để mình về già mình sống. Có những người cứ đam mê cái đu theo vào một cái nghề mà bản thân mình không có thực sự xuất sắc, thì dĩ nhiên tới một lúc nào đó cũng phải tìm một cái công việc khác. Ngay cả những cái người ta đang là ngôi sao mà người ta còn phải tìm một cái nghề khác để làm hậu thuẫn cho người ta, để về cho tương lai người ta được yên ổn, được an toàn khi mà. Cho nên những cái người nào mà cứ làm vào lửa như thế, như một con thiêu thân mà không có
không có nghĩ cho mình một cái tương lai thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cái sự sau này của mình thôi. Tôi nghĩ ngày nào cũng vậy. Thí dụ như trong ngành y đi, y tá làm sao lương cao được, đúng không? Bác sĩ mới lương cao, và bác sĩ giỏi mới lương cao, chứ bác sĩ mà không giỏi thì lương cũng đâu có cao. Thì thí dụ như vậy, rồi cũng được một lúc nào đó mỗi gối chồng chân tay yếu mắt mờ thì cũng phải tự giả cái môi trường mà mình đang làm việc. Ai cũng vậy, đã mỗi cái nghề nó đều có một cái luật chơi, mà cái luật chơi nó ở trong cái nghề, cái thế giới trình diễn này là thì nó khắc nghiệt hơn những cái luật chơi của các ngành nghề khác, bởi vì cái người nghệ sĩ thì phải có thanh sắc và tài. Tất cả những cái đó nó được được đo lường bằng thời gian đó. Thì khi mình đã chấp nhận luật chơi thì mình phải biết đến lúc nào mình phải rút lui. Nhưng mà các bạn có thấy không, thường thường đối với những cái người mà đến, có những cái người tại sao đến lúc họ đã về già rồi mà họ vẫn còn luôn theo cái cuộc chơi đấy dài dài, hoặc chờ những cái cả cuộc đời họ chui vào trong một cái vai chắc, là tại vì cái nghề họ rất là giỏi, cho nên nhiều khi cái đó nó lại được nuôi dưỡng dài. Và trong cái cuộc chơi nào cũng vậy hết á, mình đừng có chơi ăn gian, đúng không? Cái game nào cũng có luật, cái chơi ăn gian thì mình bị đào thải sớm, còn mình chơi đúng luật thì mình sẽ được ở với nó dài. Thế thôi. Đừng có khát vọng là tốt, nhưng mà tham vọng là chuyện khác. Và đôi khi người ta bằng mọi giá để đạt được cái tham vọng của họ. Ở đây bằng mọi giá có nghĩa là người ta sẵn sàng làm những điều tồi tệ, thì tôi nghĩ đúng rồi, họ sẽ trả giá, còn chuyện đó là chuyện bình thường. Thế hệ trẻ mà không tôn trọng người lớn thì thế hệ trẻ đó không có văn hóa. Dĩ nhiên rồi, giống như ba má mình, thầy cô mình dạy mình đi gặp người lớn trong quanh tay mình thương, mình trần chứ, cái chuyện đó là chuyện bình thường mà. Còn thế mình bản thân mình mà đối xử với người lớn hơn mình như thế thì đến một lúc nào đó mình cũng sẽ bị đối xử ngược lại như vậy thôi. Còn người lớn mà để cho con nít nó không có tôn trọng mình thì mình cũng phải xem lại cách hành xử của mình như thế nào để cho con nít nó không trọng. Cái gì nó cũng phải có nguyên nhân và kết quả của nó hết. Đấy, thế thôi. Tiên trách kỹ, không trách nhân mà. Cơ bản là tại vì tôi không thích thôi. Nó không hợp với mình. Và mỗi người có một quan điểm, thì có thể là những cái quan điểm về tiên chí của những cái game đó nó không đúng với quan điểm của tôi, nó không phù hợp. Đấy. Và nếu như tôi tham gia thì đôi khi tôi sẽ tự biến mình thành người ngớ ngẩn á, tự thành trò hề. Cho nên tốt nhất là mình cũng phải giữ hình ảnh của mình thôi. Nói một kiểu khác, có thể là một người khác thì cũng sẽ nói là tại vì ông lão rồi, chẳng có hợp với cái kiểu game bây giờ nữa. Thì nói như vậy cũng đúng. Thì cho nên tôi mới nói là do quan điểm của mọi người mỗi khác. Quan điểm của tôi không giống với cái quan điểm của kia đó thì tôi không thể tham gia được. Ôi, thứ nhất là cái dòng nhạc underground của Sơn Tùng đang theo á, nó bản thân tôi một cái thế hệ mà tôi đua theo cũng được. Đó, nhưng tôi rất ngưỡng mộ Sơn Tùng. Và tôi thích cái giọng hát của Sơn Tùng lắm. Đặc biệt là cái bài Chắc Ai Đó Sẽ Về, tôi nghe tôi rất là thích. Và đối với cái cách nhìn của một người già như tôi á, thì cho tới bây giờ tôi vẫn thích cái bài hát lớn nhất của Sơn Tùng, bởi vì tôi nghe được rõ lời. Tôi nghe được cái chất giọng của Sơn Tùng quá hay, và Sơn Tùng viết cái bài nó cũng hay được, cái giai điệu hay, cho nên tôi thích cậu ta cái bài đó lắm. Và còn về cách mà cậu ta đã giới thiệu mình ra được với thế giới rồi thì tôi nghĩ là cái này thì những cái người ca sĩ cùng thời với Sơn Tùng cũng phải học cái cách làm của Sơn Tùng. Mà tôi cũng nghĩ, tôi thấy Sơn Tùng đâu có tham gia cái game nào trên cuộc đời này đâu, không bao giờ xuất hiện trong game. Cậu ta có một cái lối đi riêng, và cái cách lối đi riêng của cậu ta nó có một cái cộng đồng riêng của cậu ấy, cho nên một cộng đồng của cậu ấy rất là lớn, và như vậy là đủ. Và tôi nghĩ là hồi nãy tôi có nói là một quan điểm phải không, thì đúng là mọi người cũng có một cái cách làm việc của mình, thì đây cũng là một trong những cái cách mà những nhà sản xuất âm nhạc
rồi những ca sĩ cùng thời như Sơn Tùng này cũng cũng được. Nếu học bắt chước không học theo cũng được, nhưng mà cũng đó là một cái cách để nghiên cứu, để tìm được một lối đi riêng nào đó. Cũng giống như tôi vẫn nói là nhạc Tùng tôi nghe không có được nha, nhưng mà tôi rất thích cái cậu này, tại vì cậu này quá thông minh, hát hay. Và cho tới bây giờ tôi cũng không phải là cái người anti của Sơn Tùng đâu, tôi vẫn thích đó, rồi tôi vẫn nói là tôi vẫn thích cậu ấy. Tôi không đồng tình với cách suy nghĩ này, chẳng qua là bởi vì khi người ta làm cái gì mà là khác thường hơn với cái mình đang có thì nên dễ gây cái sự chú ý của người khác thôi. Chứ và cái gì dễ cái sự chú ý thì cho nên người ta thích cái đó hơn cái khác. Chứ thật ra tất cả những cái vai diễn mà tôi được những cái giải thưởng lớn trong nghề nghiệp của mình từ xưa tới giờ không phải giải giải gái, toàn là những cái vai diễn thật sự nghiêm chỉnh và có học thuật. Nói như vậy không có nghĩa là những vai diễn giải gái là những vai diễn không có học thuật. Thí dụ nhân vật cô gái làm chơi ở trong cái vở kịch Hợp đồng Mảnh Thú, đó là vai diễn tôi đạt được huy chương vàng trong liên hoan sân hội diễn sân khấu toàn quốc mà. Thì có nghĩa là cái hành trình và những cái thành tựu mà tôi có được trong sự nghiệp của tôi á, nó rất là phong phú với nhiều cái thể loại vai diễn khác nhau đó. Còn gần một mà mọi người kích thích tôi diễn giải gái nhiều hơn thì phải xem lại nha, hầu như 90% những người thích đó là thuộc cộng đồng LGBT không đó. Chứ còn đối với những khán giả bình thường khác á, thì người ta xem đầy đủ tất cả các thể loại vai của tôi mà. Đó. Thí dụ như những cái vở kịch như là Tiếng Ơi Má Gì hay là hay là Nhạc Kinh Tiên hiện giờ là một trong những cái vở hot của tôi, Giờ Cổ Hoài Lan, nhiều cái vai diễn khác mà mỗi lần chúng tôi cứ tái diễn lại là hết vé, tái diễn lại là hết vé, thì những nhân vật đó tôi đâu phải là giải gái đâu. Thì đó là một cái minh chứng để cho quý vị có thể chia sẻ và đồng cảm. Dạ không, tôi không thấy áp lực gì hết trơn hết, bởi vì thí dụ như bạn bè trên Facebook của tôi thì không có public, không có mở rộng ra công khai, chỉ những là bạn bè của tôi thì mới đọc được những bài tôi. Thì tôi có những cái bài viết cực kỳ thoải mái, ngoài cái chuyện mà thể hiện cái chính kiến của mình, rồi thậm chí có cả thể hiện cái quan điểm sống của mình với thời cuộc, và thậm chí cũng dung tục nữa, cũng rất là cợt nhà, bán bộ vân vân. Có thể đó là con người thân của tôi, và tôi nghĩ là và khi tôi bán bộ như vậy á, là chỉ có bạn bè thân thiết của tôi mới cho phép được nhìn thấy cái đó, và mà bạn bè trên Facebook của tôi thì cũng cả ngàn người hơn rồi. Có nghĩa là tôi cũng không có giữ mình gì đâu. Tôi chỉ có ý thức cái chuyện là như thế này: khi mình đã là một tiền bối và có uy tín trong nghề nghiệp thì tất cả những cái sáng tạo của tôi trong nghề thuật thì nó phải mang tính mẫu mực, nghiêm túc, để cho các bạn trẻ học được cái gì ở tôi trong cái sáng tạo nghệ thuật đó. Bởi vì đó là cái là mình rút ruột rút gan ra để mình truyền nghề lại, để họ thấy là ngay cả khi mình làm cái điều cợt nhã trên sân khấu thì cái sự cợt nhã đó cũng là sự cợt nhã chuyên nghiệp của một người có nghề, chứ không phải tự nhiên chủ nghĩa. Và trong tất cả các sáng tạo nghệ thuật của tôi, dù vai chính diện hay là vai phản diện, dù có đàn ông hay là đàn bà, thì nó vẫn phải thể hiện cái tính thẩm mỹ của một công dân. Bởi vì cái tính nghệ sĩ công dân nó quan trọng lắm, nó thể hiện cả cái chính kiến của mình, thái độ của mình khi tất cả đứng trước thời cuộc, những gì xảy ra xung quanh mình, trong đó có cả những chuyện đất nước mình đang bị xâm lược như thế nào, đang bị tấn công là làm sao, thì nó phải thể hiện cái tính nghệ sĩ công dân của mình, có nghĩa là không bao giờ thờ ơ với thời cuộc. Nó thể hiện ngay cả trong từng cái nhân vật của tôi diễn đó. Đó là cái điều quan trọng nhất. Còn cái chuyện cách sống của tôi bên ngoài không quan trọng. Bởi vì đánh giá cái tư chất của một nghệ sĩ là đánh giá cái sự thành tựu nghệ thuật của họ, cái sản phẩm nghệ thuật của họ ra trước công chúng như thế nào. Còn cách sống riêng của họ là chuyện cá nhân, chuyện quyền tự do cá nhân. Cái đó là một cái, nó phải có một cái hàng rào
một cái khoảng trống riêng biệt, cái thuộc về quyền tự do cá nhân mà không ai có quyền xâm phạm. Tôi tự nhận mình là một cái người may mắn là cho tới bây giờ tôi vẫn còn sống được với nghề của mình, vẫn còn thu nhập được với cái nghề của mình. Và bây giờ thì tôi cũng đã ở vào cái độ tuổi mà mình có quyền từ chối bớt công việc để mình sống chặt lại, để mình tận hưởng cuộc sống. Mình có quyền từ chối có nghĩa là mình đã lựa chọn rồi, có nghĩa là mình có thể ăn ít là một chút, mình có thể tiêu xài ít là một chút để cho nó cân bằng với cái thu nhập của mình đang có. Cái điều quan trọng là mình được thảnh thơi cái này, mình được nhẹ nhàng cái trái tim mình hơn. Thì đó, từ cái chỗ may mắn đó thì tôi nghĩ là như vậy là mình được, mình đã làm được cái điều mà ngay từ nhỏ mình đam mê nè, mình ấp ủ nè, là đó là diễn xuất. Thì cho tới bây giờ cái thành tựu lớn nhất của tôi là tôi vẫn làm được cái công việc diễn xuất. May mắn hơn là mình còn được diễn xuất trước ống kính, thì có nghĩa là cái hình ảnh của mình sẽ được nhân rộng ra cho cả triệu người được biết đến nữa. Thì bởi vì tôi luôn luôn nghĩ là tôi được nhiều cái ân sủng của cuộc đời ấy, thì cho đến giờ phút này mà mình vẫn còn làm ra được sản phẩm nghệ thuật thì có nghĩa là mình vẫn còn tiếp tục trả cái nợ đời đó cho tới khi nào mình hết trả thì thôi. Thì đó là cái mình làm được. Còn cái mà mình không thể làm được đó là tôi không thể níu kéo cái tuổi tôi lại được. Cứ một ngày một già đi thì sức khỏe mình nó sẽ kém dần. Thì mình chỉ sợ là một ngày nào đó mình không có thời gian để mình bực bùng, hoặc là mình lực bất tòng tâm, mình không làm được nhiều cái mình muốn làm hơn. Thí dụ bây giờ tôi cũng làm ra được nhiều cái sản phẩm như Tiên Nga nữa, như là Bí Mật Vườn Lệ Chi, hay là nhiều cái văn kịch khác nữa, nhưng mà cứ cái thời gian nó đi trôi quá nhanh. Mình không có đủ tiền để làm cái chuyện đó. Tới bây giờ tôi vẫn là người chưa giàu có, đủ sống tới chứ giàu thì không giàu. Và tự nhiên bây giờ mình muốn được kết thân với rất nhiều người giàu có giàu có nhưng mà phải yêu nghệ thuật mới được, thì để người ta có thể cùng đồng cao cùng khổ với mình để mình làm ra được nhiều cái sản phẩm nghệ thuật tử tế, để cho những người xung quanh mình người ta còn tin là xung quanh chúng ta còn nhiều những người nghệ sĩ yêu nghệ thuật và làm được nhiều cái sản phẩm nghệ thuật chân chính. Thì nói tới đây thật sự tôi cũng có một chút chạnh lòng, là cũng có được lúc mình cảm thấy mình cô đơn á, cô đơn trên cái con đường đi của mình, nhưng mà không có sao hết á, vẫn cứ phải đi thôi. Đi cho tới khi nào mà đến một tuần đó mà mình sẽ bắt gặp được nhiều người cùng quan điểm nghệ thuật với mình, thì chúng tôi sẽ có được một đội ngũ. Mình cứ tin thì mình sẽ làm được. Tôi không nói gì đó được, bởi vì tôi nghĩ đó là một cái cách suy nghĩ tiêu cực. Tiêu cực đấy, là nếu như còn một ngày để sống không, tôi nghĩ là tôi biết tôi sẽ còn rất nhiều ngày để phải sống. Tôi không thích, tôi xin lỗi trước và tôi sẽ không trả lời câu hỏi này, bởi vì tôi không nghĩ là tôi chỉ còn một ngày để sống. Trước khi chia tay, tôi muốn gửi đến tất cả quý độc giả của báo Yang News lời cảm ơn chân thành của tôi. Thực sự mà nói thì bây giờ người ta thích nghe những người trẻ nói nhiều hơn là những người không còn trẻ nữa. Nhưng mà bây giờ thì tôi vẫn còn được ngồi ở đây để được chia sẻ những cái cảm xúc của mình đến quý vị, mà quý vị vẫn còn ngồi nghe là tôi mừng lắm rồi, là tôi vui lắm rồi. Và tôi cũng mong là chúng ta cần có sự lắng động để nghe người khác chia sẻ những hoài bão, bởi vì biết đâu trong số quý vị độc giả của Yang News có những người rất trẻ, trẻ ơi là trẻ, nhưng mà các bạn sẽ nắm bắt ở tôi một cái điều gì đó mà các bạn sẽ là người đi tiếp theo sau tôi, đi đúng trên cái con đường tôi đã đi và bắt thêm những con đường mới
để thực hiện tiếp những cái hoài bão mà tôi không làm được. Gửi đến quý vị và các bạn là chúc sức khỏe và may mắn trên con đường đời của các bạn.